Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, 1 tháng 1 năm 1914, 1 tháng 1 năm 2024, sáng 29 tháng 12, tại thành phố Huế, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động lớn, trọng tâm và có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, để ôn lại cuộc đời sự nghiệp vẻ vang và tri ân những đóng góp lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua đó, đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn để giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng và đẩy mạnh sâu rộng toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tên khai sinh là Nguyễn Dịnh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1914 trong một gia đình nông dân yêu nước ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí đã sớm tham gia hoạt động cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1937. Cuộc đời của đồng chí là cuộc đời cách mạng sôi nổi và liên tục, để lại nhiều cống hiến xuất sắc. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng. Hội thảo thu hút 70 báo cáo tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, làm sáng tỏ nhiều khía cạnh mới về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng. Qua đó khẳng định, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà chính trị, quân sự tài ba, tấm gương đạo đức sáng ngời.